nó nét các bạn không thể tưởng được cái độ nét của nó. Quay bằng điện thoại nó không chưa thể hiện rõ trên hết hết chính xác được đâu. Mình sẽ tắt điện đi là các bạn thấy là cái cam mình đang quay trên cái camera của S10. Đây mình tắt đi nhá. Đây là camera của S10, nhìn tối đen đặc chả nhìn thấy gì. Bây giờ mình quay vào màn hình cho các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy sự tuyệt vời của cái cam này chưa? Xin chào quý vị và các bạn, mình là Bùi Hiếu chuyên sửa chữa đầu đĩa ô tô. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn thấy một số chiếc cam mà nhà mình đang cung cấp trên thị trường, và nó thuộc loại siêu kinh điển. Thì nữa mình sẽ hướng dẫn từng cam cho các bạn xem. Cái cam này là cam thường, cam thường, cam chạy tín hiệu analog. Còn đây là cam AHD chạy riêng cho đầu Android. Đây là cam AHD, ba cái cam này là cam AHD. Cam này góc nhìn là 170 độ chiều ngang đó, còn chiều trên của nó thì góc nhìn cứ khoảng 120 độ, rất là rộng, nhìn xa, không phải khi nắp lên xe không cần phải, không bao giờ cần phải chỉnh góc. Con này góc cũng gần 170 độ, nó cũng cỡ khoảng 165. Còn con này góc của nó thấp hơn một chút, con này góc của nó rơi vào tầm khoảng 120 thôi, nó không được rộng như hai con này. Nó rộng hay không các bạn nhìn ở cái mắt này, các bạn nít ngang như này là các bạn vẫn nhìn thấy mắt của nó bên trong. Nhưng con này nít ngang là thì không nhìn thấy cái mắt của nó bên trong nữa. Đây bây giờ mình sẽ test cho các bạn nhìn thấy. Đây chiếc màn hình của mình, chiếc màn hình thường. Đấy bây giờ mình test cam nhé. Cam thường là phải để tín hiệu NTSC. Bạn lên này. Đấy bạn thấy không? Cam này tín hiệu thường của nó rất là bình thường, bạn rất là thường. Rồi bây giờ mình chuyển sang cam AHD cho bạn xem nhé. AHD này. Đó, cam AHD. Bạn có thể nhìn này. Đây này. Bạn nhìn thấy độ nét không? So với cái trước độ nét nó cao, rất cao. Các bạn nhìn thấy này. Đây này. Đấy, cái cam thứ hai, cam đen. Cái đen thứ hai. Đấy, các bạn nhìn này. Độ nét rất là cao. Cam 3 này. Cam thứ ba cũng cam AHD nhưng mà góc nó thấp hơn này. Các bạn nhìn này. Mình đứng sát vào đây rồi, mình đứng sát vào cái thành tủ đây này. Mà cái cam này nó nhìn được hết cả người mình. Đó, các bạn nhìn thấy không? Nhìn hết cả người luôn. Và cái một cái đi tí nữa mình sẽ chỉ cho bạn một cái điểm kinh điển ở cái cam này. Bạn không thể tưởng tượng được nó cái độ nhìn ban đêm nó tốt đến mức độ thế. Mình sẽ tắt điện đi là các bạn thấy là cái cam mình đang quay trên cái camera của S10. Đây mình tắt đi nhá. Đây là camera của S10, nhìn tối đen đặc chả nhìn thấy gì. Bây giờ mình quay vào màn hình cho các bạn nhìn này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy sự tuyệt vời của cái cam này chưa? Đó. Đây mình quay ngang cho các bạn xem lần nữa nhá. Trời cực kỳ tối và chiếc cam của mình nằm ở đây này. Mình quay vào màn hình lần nữa. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nhá. Đây là cái cam mạ chrome, mình quay sang cái cam nhựa bắt vít này. Độ cam nhựa này nhìn nó cũng sắc nét cũng không kém, chỉ 19-10 so với cái cam mạ chrome. Còn cái cam góc thấp hơn này, các bạn nhìn này, đấy rất là mờ. Nhưng đối với cái cam này thì nó mờ. Còn đối với cam thường ấy. Đối với cam thường chuyển sang NTSC, các bạn nhìn thấy cam thường ban đêm chắc là rất là khó nhìn. Đấy, cam thường thì gần như là không nhìn thấy gì. Các bạn có thể nhìn thấy phân biệt rõ ràng. Cái loại cam chuyển sang AHD, cái cam AHD 170 độ mạ chrome này. Đấy, đây là cam mạ chrome đấy. Còn là cái cam nhựa bắt vít này. Và cái cam nhựa khoan lỗ to. Các bạn nhìn thấy có sự khác biệt rõ rệt luôn. Đấy, mình bây giờ mình bật điện lên cho các bạn. Đấy. Ok. Nhìn thấy. Bây giờ bật điện lên thì cái này nó cực kỳ nét luôn. Nó nét cho các bạn không thể tưởng được cái độ nét của nó. Quay bằng điện thoại nó không chưa thể hiện rõ trên hết chính xác được đâu. Ok. Nếu các bạn quan tâm về sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay với Bùi Hiếu các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chiếc cam này giá rất là rẻ thôi. Các bạn quan tâm thì hãy liên hệ ngay Bùi Hiếu để Bùi Hiếu chọn cho bạn chiếc cam này. Cảm ơn các bạn đã xem.